Beep beep. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cùng mình khám phá một thế giới xe đồ chơi ô tô máy xúc phát sáng này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ô tô phát sáng, một chiếc xe ô tô Lamborghini tốc độ đỉnh cao luôn, động cơ chạy bánh răng đi các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ để chiếc xe ở đây nha các bạn nha. Nào, cùng mình khám phá tiếp. Đây là một chiếc xe bíp màu vàng chuyên chở các bạn học sinh đi học đấy các bạn ạ. Beep 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 beep. Bip 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 bip. Wow. Bip 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 bip. Đó, chiếc xe bip này xịn xò quá các bạn ơi. Ê, các bạn ơi, chiếc xe bip này có đẹp không nào? Rồi, bây giờ mình tắt đi nha, mình sẽ để chiếc xe bip ở đây. Nào các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe này là tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao đấy. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Wow, các bạn ơi, chiếc xe tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao này có ngầu không nào? Wow, các bạn ấy đẳng cấp chưa? Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe bíp. Một chiếc xe bíp, wow, chạy động cơ bánh răng đấy các bạn ạ. Wow, các bạn ấy ngầu cho xoay 360 độ các bạn ạ. Một chiếc xe bíp xoay 360 độ luôn, quá là xịn xò đấy các bạn ơi. Ui, xe bíp này chuyên chở các bạn học sinh đi học đấy, các bạn có thích không? Wow, mình rất là thích chiếc xe bíp này đấy các bạn ạ. Wow, mình sẽ để đây, nào. Ui các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là máy xúc cát nha, xe cần cẩu chuyên đi xúc cát đi các bạn ơi. Ui, chiếc xe này xịn xò quá này các bạn ơi. Ồ, một chiếc xe máy xúc cát phát sáng các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi múc cát phát sáng, có một bạn tài xế lái xe bên trong kìa. Bi 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 bi. Wow, vui quá các bạn ơi. Nào, mình sẽ giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe xúc nạt màu xanh này. Ui, chiếc xe xúc nạt màu xanh này xịn xò nha các bạn nhờ. Wow, mình rất là thích chiếc xe xúc nạt màu xanh đấy các bạn ạ. Ở bên trong còn có cả cái búa, có cả cà lê và mỏ lết, có cả cái tô vít kìa. Ui, các bạn nghe chưa? Bip 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 bip. Wow, các bạn thấy chiếc xe xúc nạt này có xịn xò không nào? Rồi, bây giờ mình sẽ tắt chiếc xe đi nha. Rồi, mình để đây nha. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Wow, màu vàng nha. À, một chiếc xe máy xúc cát phát sáng màu vàng các bạn ơi. Ui, chiếc xe máy xúc cát phát sáng màu vàng này xịn xò quá các bạn ạ. Đó, các bạn thấy chiếc xe máy xúc cát màu vàng này có xịn không nào? Wow, cần rất là dài luôn. Ở bên trong có một bạn tài xế lái xe và có cả động cơ đang hoạt động kìa các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe này không? Pip 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 pip. Pip 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 pip. Xe không phanh các bạn ơi. Vui quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình tắt chiếc xe đi nha, mình sẽ khám phá tiếp thôi. Các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tăng con ếch nha. Wow, xe tăng con ếch này có hai cái mắt này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe tăng con ếch có cái lòng súng rất là to. Đây là một chiếc xe tăng con ếch đi các bạn. Ui, xe tăng con ếch này ngầu nha các bạn nhở. Nhìn rất là đẳng cấp luôn, mình rất là thích chiếc xe tăng con ếch này đấy các bạn ạ. Băng băng băng, bùm 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 bùm, vui quá các bạn ơi. Đó, một chiếc xe tăng ở đây đẳng cấp quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt chiếc xe tăng đi nha. Bây giờ cùng mình khám phá tiếp. Đây là một con khủng long ôm một quả trứng này, vừa đi vừa gõ một quả trứng này các bạn ơi. Ui, các bạn thấy vui chưa? Ha, một con khủng long ôm một quả trứng, vừa đi vừa gõ trứng các bạn ạ. Wow, các bạn thấy hay chưa, hay chưa, vui chưa? Đó, ấy, một con khủng long ôm một quả trứng đấy, quá đẹp luôn. Ơi, các bạn ơi, đây là máy xúc cát nào, xe cần cẩu chuyên đi múc cát đấy. Ôi, các bạn thấy hay chưa? Wow, wow, các bạn thấy hay chưa? Một chiếc xe máy xúc rất là xịn. Ui, đây là một chiếc xe lửa. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe lửa chở một con rùa bên trong đấy. Bip 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 bip. Wow, bip 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 bip. Wow, một chiếc xe lửa rất là đẹp, một chiếc tàu hỏa đấy các bạn ạ. À, một chiếc tàu hỏa chở các con vật biển đấy. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe xúc nạt đấy các bạn ạ. Một chiếc xe xúc nạt màu vàng nha. Đó, xe xúc nạt, xúc cát, xúc đất, xúc vật liệu xây dựng đấy các bạn ơi. Wow, ở bên trong có cả cá lê bỏ nết, có cả cây búa để mới khi xe hỏng hóc để chúng ta cùng sửa xe đấy các bạn ạ. Đó, một chiếc xe xúc nạt rất là đẹp. Mình sẽ khám phá tiếp. Đây là một chiếc xe này chuyên đi phục vụ cho nông nghiệp các bạn nhá. Xe này chuyên đi cặp lúa này, cặp rơm này, cặp gỗ này. À, một chiếc xe mô tô. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe mô tô ấy. À, đây là một chiếc xe mô tô to hơn này các bạn ơi. Một chiếc xe tăng quân sự xịn xò đấy các bạn ơi. Ui, các bạn ấy đẳng cấp chưa nào? Wow, các bạn ấy hay chưa? Đấy, một chiếc xe tăng quân sự rất là xịn xò đấy các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe tăng quân sự luôn. Băng băng băng. Wow, các bạn ấy vui chưa? Ui, đẳng cấp chưa, đẳng cấp chưa?
Đó, các bạn thấy hay chưa? Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe này nè. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy con ạ. Xe bồn chuyên đi chở bê tông đấy. Wow, đó, các bạn thấy hay chưa? Ui, các bạn ơi, ở đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. À, một chiếc xe máy xúc cát các bạn ạ. Ui, xe xúc nật này. Wow, xe bíp chở các bạn học sinh đi học màu đỏ này. Wow, xe máy xúc cát robot biến hình này các bạn ơi. Ui, các bạn thấy đẹp chưa? À, xe cẩu mô cát gầu to này. Wow, đó. Các bạn ơi, đây là máy xúc cát này. Ui, đây là xe máy xúc cát robot biến hình này các bạn. Ui, máy xúc cát này. À, xe cẩu mô cát này. Wow, máy xúc cát này. Ui, các bạn ơi, máy xúc cát này. Ui, hôm nay toàn là máy xúc cát xịn thôi các bạn ơi. Hôm nay toàn là máy xúc cát đẹp thôi các bạn ạ. Wow, các bạn thấy đẹp chưa? Ui, mình đã phát hiện ra một chiếc xe xúc nật này các bạn ơi. Wow, đây là máy xúc cát có bốn cái bánh màu trắng này. Ui, xe máy xúc cát có cái gầu bằng sắt này các bạn ơi. À, máy xúc cát này. Ồ, các bạn thấy nhiều đồ chơi chưa? Nào, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi tiếp nha các bạn nha. Mình có cái sọt này. Bây giờ cùng mình đi nhặt xe đồ chơi xịn sò rồi mình đi thu thập xe đồ chơi nha. Đấy. Wow, vừa đi mình đã phát hiện ra một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông. Bi, 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 bi. Xe không phanh, xe không phanh này. Các bạn thấy chiếc xe bồn chở bê tông này có xịn không nào? Rất là đẹp đúng không các bạn? Có một chiếc xe bồn chở bê tông. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc rác này các bạn ơi. Có một chiếc xe cần cẩu chuyên đi chở rác và móc rác đấy các bạn ạ. Đó, bi 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 xe bồn phanh đúng các bạn ơi. Bi 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 hai chiếc xe rồi ấy, các bạn ơi. Đó, cùng mình đi tìm tiếp thôi. Ui, ở đây mình phát hiện ra máy xúc cát này. Xe cẩu chuyên đi múc cát đấy các bạn ạ. Đó, xe cẩu chuyên đi múc cát rất là đẹp luôn. Ui, các bạn thấy chiếc xe cẩu chuyên đi múc cát này có xịn không? Bi 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 wow. Xe cẩu chuyên đi múc cát xịn sò quá các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe máy xúc nữa này. Đó, một chiếc xe máy múc cát nào, múc nào, wow. Một chiếc xe máy xúc đẹp quá các bạn ạ. Có cả gương luôn nha, chiếc xe máy xúc này quá là xịn sò đấy các bạn ơi. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Đây là xe ben chở đất này, đây là một chiếc xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Đó. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay cùng mình đi giải cứu và tìm xe đồ chơi nhá. Ui các bạn ơi, ở dưới dòng nước này mình phát hiện ra có một chiếc xe tải đang cứu hộ này, xe tải đang trôi nước này. Ấy, đây này các bạn ơi, đây là một chiếc xe môi trường chở rác này các bạn ơi. Ấy, xe môi trường chở rác đấy các bạn ơi. Nào. Ui, ở đây mình còn giải cứu được một chiếc xe vận tải vận cầu thủy dậy. Các bạn ạ, đây là một chiếc xe vận tải vận cầu nha. Ấy, các bạn ơi, ở trên này còn nhiều xe quá này các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi, đây con ơi, mình còn phát hiện ra đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát này. Đây là xe tải chở ô tô cảnh sát đấy các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát, xe bán tải này. Ấy, một chiếc xe bán tải đấy. Oanh, các bạn ơi, xe ô tô cảnh sát G65 nha, mở cửa luôn. Mở cửa luôn, oanh. Các bạn ơi, đây là ô tô cảnh sát G63 này. Ui, đậu thế rất là mạnh. Các bạn ơi, đây là xe ô tô cảnh sát này. Ui, có cả lốp dự phòng luôn. Có cả lốp bánh dự phòng luôn, mở được cánh cửa luôn. Đây, đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này các bạn ơi. Xe bồn chở bê tông này. Ui, đây là xe cần cầu móc này các bạn ơi. Đây là xe cần cầu móc nha. Ui, chiếc xe này đẹp quá. Xe tải đen chở đất màu xanh này. Xe tải đen chở đất màu xanh này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Ui, xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông. Ui, các bạn ơi. Ui, nhiều xe đồ chơi lắm. Bây giờ mình đi nhặt xe đồ chơi nha. Mình sẽ đi tìm và giải cứu xe đồ chơi thôi. Ui, ở bên này mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi này các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi, mình đã phát hiện ra một chiếc xe xúc nật này các bạn ơi. Đấy, đây là một chiếc xe xúc nật này. Ôi, các bạn ơi, xe xúc nật nha, đẹp quá các bạn ơi. Ui, bây giờ mình sẽ cho quái tải để mang vào chơi đây các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Mình lại còn phát hiện ra đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Một chiếc xe bán tải xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Ui, chiếc xe ô tô cảnh sát bán tải này xịn sò quá. Đây rồi các bạn ơi. Mình lại tìm thấy một chiếc ô tô bay này. Đây là một chiếc xe ô tô biến hình thành máy bay cảnh sát này các bạn ơi. Bây giờ sẽ bay vào cái túi của mình nha. Đấy, các bạn đánh ngầu chưa nào, ngầu chưa nào. Ui, ui đẳng cấp chưa. Nào, bay vào cái túi của mình. Các bạn ơi, ở đây là một chiếc xe cẩu múc cát này. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi múc cát đấy các bạn ạ. Ui, chiếc xe này đẹp quá, xịn sò quá các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ cho vào đây. Đây là các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe xúc nật nữa này. Đây là một chiếc xe xúc nật đẹp quá các bạn ơi. Ôi, xịn sò quá các bạn ơi.
Đấy, hôm nay mình tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi đấy. Nào các bác ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe tăng quân sự này. Đây là một chiếc xe tăng quân sự này. Ui, chiếc xe tăng này xịn sò và đẳng cấp quá các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa nào, ngầu chưa? Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe tăng quân sự ngầu quá, đẳng cấp quá các bạn ơi. Ui các bạn ơi, đây rồi, đây rồi. Mình lại tìm thấy một chiếc xe ô tô Lamborghini này. Đây là một chiếc xe Lamborghini rất là xịn đấy các bạn ơi. Ở trong một cái sọt của mình thôi. Các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp thôi. Mình tìm xem còn xe gì xịn đúng nha các bạn nhá. Ui các bạn ơi, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc xe cậu Mucat có 4 cái bánh màu trắng này. Đây là xe cần cậu Mucat có 4 cái bánh màu trắng, rất là đẹp luôn. Ui, các bạn thấy ngầu chưa nào. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi xịn xó đấy các bạn ơi. Đây rồi, mình lại còn tìm thấy một chiếc xe tải bên cảnh sát này. Đấy, một chiếc xe tải bên cảnh sát đấy các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc máy cày ruộng này. Đấy, mình lại tìm thấy một chiếc máy cày ruộng đấy các bạn ơi. Rồi, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này vào trong cái túi của mình. Bây giờ thì mình đi tìm tiếp các bạn ơi. Mình sẽ múc cát để tìm xe đồ chơi ở dưới đống cát này các bạn ơi. Mình tìm xem có xe gì ở dưới đống cát không nhá. Đây rồi các bạn ơi. Mình đã tìm thấy một chiếc xe gì đây các bạn ơi. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy các bạn. Đó, các bạn ơi, các bạn thấy chiếc xe bồn trộn bê tông này có xịn xò không, đẳng cấp không? Rồi mình ở đây nhá. Học các bạn ơi, bây giờ cùng mình múc cát để giải cứu xe đồ chơi tiếp nào. Đây là máy xúc cát siêu to khổng lồ. Mình sẽ múc để giải cứu xe đồ chơi nào. Đây các bạn ơi, đây rồi. Mình tìm thấy một chiếc xe gì nữa này các bạn ơi. Đây rồi. Ui, các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. À đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi ao các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bíp xịn xò đấy các bạn ơi. Đây rồi. Đấy, mình đã tìm thấy một chiếc xe bíp có rất là nhiều ghế ngồi ở bên trong kìa các bạn ơi. Các bạn thấy chiếc xe bíp này có xịn xò và đẳng cấp không nào? Đấy, mình rất là thích chiếc xe bíp này đấy các bạn ơi. Ui, các bạn thấy chiếc xe bíp này có mới không? Có đẹp không nào? Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cầm cho cậu xem, quá là xịn xò đẳng cấp luôn đấy các bạn ơi. Wow, đẹp quá là quá. Thôi, bây giờ mình ở đây, bây giờ lại cùng mình lại bới tiếp để tìm tiếp cho con xe gì bên dưới. Ui, các bạn ơi, mình lại bới được một chiếc xe gì màu trắng trắng này các bạn ơi. Mình lại giải cứu được một chiếc xe gì màu trắng trắng này. Các bạn xem đây là xe gì nhá. Hồi hộp lắm các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi. Đấy, đây là một chiếc xe gì các bạn ơi. Đây là một chiếc xe này là xe cảnh sát chở phạm nhân nhá. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không nào, có xịn xò và đẳng cấp không nào? Quá là mới luôn nhá, quá là đẹp luôn. Đó, xịn xò quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ cùng mình bới tiếp để tìm tiếp còn xe gì bên dưới không nhá. Đây các bạn ơi, ui, ở đây mình còn tìm thấy rất là nhiều xe này các bạn ơi. Đây rồi, đây là xe gì nào. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đấy, mình giải cứu thành công một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không nào? Đây là một chiếc xe cần cẩu móc nha. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không nào? Mình giải cứu thành công một chiếc xe cần cẩu móc đấy. Đấy, hai chiếc xe này đẹp không các bạn ơi? Xe cần cẩu to này, xe cần cẩu nhỏ này. Nào các bạn ơi, bây giờ cùng mình giải cứu tiếp nào. Mình sẽ bới phát để tìm giải cứu tiếp xe đồ chơi nào. Ui các bạn ơi, bây giờ mình sẽ giải cứu tiếp nào. Đây rồi. Các bạn ơi, đây rồi. Mình giải cứu thành công một chiếc xe bồn này. Đây là một chiếc xe bồn nhá. Đó, xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ơi. Đẹp quá. Nó xịn xò quá các bạn ơi. Rồi mẹ đây nhá. Các bạn ơi. Đây rồi. Đây các bạn ơi. Đây rồi, mình lại phát hiện ra một chiếc xe ô tô Lamborghini này. Đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini rất đẹp xịn xò và mới này các bạn ơi. Wow, chiếc xe Lamborghini này xịn xò và đẹp quá các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Đây rồi các bạn ơi, mình lại phát hiện ra một chiếc xe ô tô của người Nhện này. Ui, Lamborghini rất là to. Hôm nay mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Hẹn các bạn ở video mới nhất từ kênh của mình nha. Rồi xin chào các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn. Tải đen xe bít. Đây bây giờ mình sẽ khám phá một chiếc xe này. Các bạn ơi, đây tự nhiên những chiếc xe này lại biến thành những chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ các bạn ạ. Bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có xe cần cẩu gì to và đẹp không nhá. Đây là một chiếc xe cần cẩu cứu hộ này, màu xanh này các bạn ơi. Đấy này, đây là một chiếc xe cần cẩu cứu hộ màu xanh xịn xò ấy các bạn ạ. Đẹp nha các bạn nhá, động cơ rất là mạnh luôn đấy. Các bạn nghe thấy động cơ có mạnh mẽ không nào? Ui các bạn ơi, này giới thiệu với các bạn tiếp theo, đây là một chiếc xe cần cẩu này. Đó, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi công trình nhá. Đây, mình có một cái sọt màu xanh, bây giờ mình sẽ đi tìm xe đồ chơi. Ấy cha, các bạn ơi, ở đây có hai chiếc xe như này các bạn ơi, đây là một hai chiếc xe bồn chở bê tông này. Đây giới thiệu với các bạn, đây là xe bồn chở bê tông xịn xò luôn, xoay được cả bồn đấy các bạn ơi. Xe này đẹp quá các bạn ơi, một chiếc xe xịn xò luôn. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông nữa các bạn ạ, quá là đẹp luôn. Ui các bạn thấy nhiều xe không nào, cùng mình đi tìm tiếp nào các bạn ơi. Ui
Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có mới chiếc xe. Đây là xe cần cẩu giống xe nữa các bạn ơi. Xe cần cẩu màu xanh đẹp quá các bạn ơi. Động cơ rất là mạnh luôn các bạn ơi. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe chở rác nha. Xe môi trường chở rác đấy. Wow, hạ thùng luôn. Ui các bạn ơi, một chiếc xe môi trường chở rác xịn xò quá. Ui các bạn ơi, đây rồi, đây là một chiếc xe bồn chở bê tông nữa này các bạn ơi. Ui pi 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 pi. Đấy, xe bồn chở bê tông xịn quá. Đấy các bạn ơi, để giới thiệu với các bạn xe bồn chở chở nước túi cây xanh này. Ui các bạn ơi, hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi lắm. Đây rồi, đây rồi, đây mình lại tìm thấy một chiếc xe bíp này. Xe bíp chở các bạn học sinh đi học này các bạn ơi. Đây nữa, đây là một chiếc xe bồn chở bê tông màu trắng. Đây nữa, đây là máy xúc cát cảnh sát này. Đấy, múc nào. Đây là xe bồn chở bê tông này. Đó, xe cảng đen chở đất này. Wow, các bạn ơi, xe bíp nhá, xe bíp chở ấy. Đây nữa, đây là xe xúc nạp này các bạn ơi. Đây, đây rồi, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nào. Ui, các bạn ơi, wow, ở đây mình còn phát hiện ra mấy chiếc xe công trình nữa này. Đây rồi, các bạn ơi, đây là một chiếc xe này, là xe bồn chở bê tông nhá. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, chiếc xe bồn chở bê tông này có đẹp không? Có thể xoay được cả bồn luôn đấy. Wow, đây là xe cần cẩu chở chở rác các bạn ạ, xe môi trường chở rác đấy. Các bạn thấy ngầu chưa nào, hạ được cả cần luôn này. Wow, chiếc xe này đẹp quá, hai chiếc xe này đẹp quá. Rồi bây giờ cùng mình ra đống khác để giải cứu xe đồ chơi nào. Các bạn ơi, đi thôi. Tèn 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 là tèn tèn tèn. Tèn 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 là tèn tèn tèn. Ôi, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ khám phá một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu ô tô cảnh sát này. Đấy, các bạn ơi, xe vận tải vận cẩu cứu ô tô cảnh sát xịn xò luôn đấy. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Chiếc xe này là xe chuyên đi cứu hộ ô tô cảnh sát tốc độ đỉnh cao các bạn ạ. Ui, các bạn nghe tiếng kêu mèo. Đây nữa các bạn ơi, ở trên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe tải chở ô tô đồ chơi này. Đấy, xe tải chở ô tô đồ chơi đấy. Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe bồn chở bê tông nữa. Rồi bây giờ mình phải chuẩn bị vào đống cát để xúc cát để giải cứu xe đồ chơi thôi các bạn ơi. Ui, wow, các bạn ơi, một chiếc xe lưng hàng này. Đấy, xe lưng hàng nha, xe máy xúc này. Ui, xe xúc lật này các bạn ơi. Ui, hôm nay mình tìm được nhiều xe máy xúc lật này, xe lưng hàng này. Ồ, đây là xe xúc lật đây các bạn ạ. Xe xúc cát ấy, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Wow, chiếc xe này ngầu quá. Đây là xe bíp này, một chiếc xe bíp này. Ui, hai chiếc xe bíp này, hai chiếc xe bíp này. Đó, đây là một chiếc xe bíp, là ba chiếc xe bíp này. Ui, các bạn ơi, bốn chiếc xe bíp luôn. Ui, vui quá các bạn ơi, hay quá. Ui, năm chiếc xe bíp luôn này các bạn ơi. Ây cha, xe bồn chở bê tông các bạn ạ. Đây là xe bồn chở bê tông. Ui, bây giờ mình sẽ đi xúc cát. Ôi, đây các bạn ơi, chú đưa mình xe xúc cát. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn một thùng xe đồ chơi nhá. Wow, đầu tiên là một chiếc xe gì đây các bạn ơi? Đây rồi, đây rồi, đây là một chiếc xe máy xúc cát màu đỏ. Một chiếc xe máy xúc cát màu đỏ. Đây này, giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện này. Đây là một chiếc xe thang này. Ái cha, các bạn ơi, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu giải cứu ô tô đấy. Wow, các bạn ơi, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu nhá. Đó, xe bồn chuyên đi chở xăng dầu đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa này. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông đấy các bạn ơi. Lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, bây giờ lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa này. Wow, các bạn ơi, nhiều xe quá. Đây rồi, mình lại giới thiệu với các bạn một chiếc xe bồn chở bê tông nữa này. Ui, ngầu quá các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi, đây là một chiếc xe lưng hàng nha. Đấy, một chiếc xe lưng hàng đấy. Ui, các bạn ơi, đây nữa này. Đây là một chiếc xe bồn chở xăng dầu nha, xe bồn chở nước tưới cây đấy. Ui, các bạn thấy nhiều xe chưa? Wow, đấy các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc cát nữa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát xịn xò đấy các bạn ạ. Chiếc xe này quá là đẹp luôn. Ui các bạn ơi, đây rồi, mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu gỗ nha. À, cần cẩu rác đấy các bạn ạ. 1, 2, 3, wow, vui chưa các bạn ơi. Đây là một chiếc xe này, là xe môi trường dọn rác, xe giữ gìn môi trường dọn rác đấy các bạn ơi. Một hai ba, ui các bạn ơi. Đây rồi, đây mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nha. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Wow, hay quá. Nào các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở rác này. Đó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wow. Các bạn thấy hay chưa? Các bạn ơi, cái cha, bây giờ mình sẽ xúc cát để giải cứu xe đồ chơi đấy các bạn ơi. Đây rồi, đây có máy xúc cát xe xúc nật này. Đây là máy xúc cát cảnh sát. Bây giờ mình sẽ giải cứu để giải cứu xe đồ chơi ở dưới đống cát nha. Xe cẩu múc cát rồi, vừa múc cát này còn giải cứu xe đồ chơi ở dưới đống cát nữa các bạn ạ. Đây rồi, đây rồi, mình sẽ múc nào. Mình múc xem ở dưới đống cát này có chiếc xe gì nhá. Đây, đây rồi, đây rồi. Các bạn ơi, đây là xe gì nào? Các bạn có biết không? Đây là một chiếc xe, đây là một chiếc xe máy xúc đấy các bạn ơi. Bây giờ mình phải rửa luôn chiếc xe máy xúc này cho mới nhá. Các bạn ơi, đây là máy xúc cát đấy. Bây giờ mình sẽ mò này rửa luôn cho mới nào. Wow, các bạn ơi, chiếc xe máy xúc này có mới thế nào, đẹp chưa ngầu không các bạn ơi. Ở đây rồi, ở đây có một thế giới, một sân xe đồ chơi, có xe bíp, máy xúc cát, xe cần cẩu múc cát này, có đấy, xe xúc đặt, xe tăng này, ô tô bay này, đấy các bạn ơi, nhiều đồ chơi quá. Đó, các bạn thấy ngầu chưa? Ui, nhiều chưa các bạn ơi, nhiều chưa nào. Ui các bạn ơi, bây giờ mình phải khám phá một chiếc xe xịn nhất ở đây để chơi nha các bạn nha. Đây rồi, mình đã nhìn thấy một chiếc xe máy xúc cát này. Đấy, các bạn ơi, mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Hẹn các bạn ở video mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Rồi xin chào các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.